cái tiệm đồ ăn bếp nhà Hini. Mọi người chưa thấy cái bếp đúng không? Để hôm nay Hini sẽ show cái bếp cho mọi người coi và xem một quy trình làm cái mẹt mắm tép thịt luộc nó như thế nào nha. Đây, bếp nhà Hini thì phải quay dưới bếp đúng không mọi người? Đây là không gian ở dưới bếp của cái tiệm đồ ăn bếp nhà Hini nè. Mọi người đến tiệm có thể xuống tham quan luôn nha. Hini làm công khai, minh bạch, rõ ràng luôn nè. Cũng vì cái bếp này mà hai vợ chồng vô xem nhà cái ưng liền luôn á mọi người. Công nhận là nhìn đẹp, sạch sẽ nữa. Có cái bàn đảo ở giữa bếp nữa nè mọi người. Cái bàn đảo này là hai vợ chồng dùng để đồ ăn đã chế biến nè. Rồi mình sẽ sắt thịt, sắp lên mẹt, tách biệt với đồ sống phía bên kia bờ á mọi người. Ngoài này là ngoài đảo nha, còn trong bếp là đất liền. Hiện cái tiệm có món mắm tép thịt luộc, nạc và ba chỉ, phần một người hoặc là hai người á. Cái này á là đi làm phần một người ăn nè mọi người. Lát có hai vợ chồng ăn múc ban. Quá chừng nhìn hai cái mẹt mà bụng kêu ọt ọt luôn á mọi người. Mẹt nạc á thì 49k, mẹt ba chỉ thì 55k là mẹt một người ăn á. Mấy nay cái tiệm mới mở được mấy ngày à, nên hai vợ chồng vẫn còn kèm cặp mấy bạn, chưa có buông ra được nên ít thời gian quay clip hơn, ra ít clip hơn, mong mọi người thông cảm. Giờ hai vợ chồng múc ban hai cái mẹt này nha mọi người ơi. Yeah, hai mẹt, một mẹt là ba chỉ mắm tép, một mẹt là nạc mắm tép. Giờ hai chồng ăn nha mọi người, mọi người ăn cùng hai chồng nha. Khi tới quán á, mọi người sẽ có sẵn một chai nước mắm và một hũ đường để mình nêm nếm nước chấm ha. Tại vì nước chấm này nó chấm nguyên chất. Mọi người đến á, mọi người nêm nếm thử nha, coi nó vừa vị chưa. Em ok không? Ok, em nếm nêm mà em ok rồi. Ừ, em cũng nếm mà ok. Nếu mà mọi người có mặn chua vậy thì mọi người nêm đường với nước mắm nha. Đây, đây có tắc và ớt luôn. À, ở đây cũng có cơm thêm á, mọi người có ăn thì có cơm thêm cho mọi người ăn luôn nha. Rồi thì mọi người sẽ gói cắt mọi người khác nhau nha mọi người. Đây là đu đủ nè, đu đủ món vịt. Một miếng đu đủ, một miếng chuối chát. Chuối chát, đây chuối chát hôm bữa còn mọi người có góp ý chuối chát không? Thì thấy chuối chát ok nên là đổi thêm chuối chát thay cho cái đậu que với cà gót. Hai bún. Đây mâm thẻ nè mọi người. Quấn lại. Mình sẽ chấm với lại mắm tép rong. Cái nước chấm này mọi người có thể chấm thêm miễn phí nha. Đúng rồi, mọi người ăn hết, mọi người cứ báo nhân viên, mấy bạn sẽ đem ra cho mọi người. Cái con tép á, chấm hải mọi người có thể để này nè. Ngon thiệt mọi người ơi. Em hiểu tại sao mà khách với lại 20 lần rồi. Mọi người có đến đây á, mọi người nhớ đặt bàn trước nha, để Tony chuẩn bị chu đáo tốt nhất có lại cho mọi người. Nó sẽ khác hoàn toàn so với mình ăn bún đậu mắm tôm. Mọi người ăn nó sẽ có một cái điểm đặc biệt, đặc trưng riêng. Bún đậu mắm tôm là ở đặc sản ngoài miền Bắc. Còn đây là mình thì muốn món mắm tép thịt luộc nè, sẽ khi ta nhắc đến miền Tây mình á thì sẽ nhắc đến là mắm tép thịt luộc. Thì sẽ có quán bếp nhà Hini. Thường á thì Hini sẽ làm cái mẹt để mọi người ăn theo cách này. Còn nếu như mà mọi người không muốn gói, mọi người muốn ăn chén á, thì mọi người xin thì mọi người nhớ nhắc nhân viên đem cho mọi người thêm cái chén nha. Chén mọi người ăn chung nha. Có cơm cho mọi người ăn luôn. Tại vì thường á là Hini sẽ bán thêm một cái set là như vậy nè. Là mọi người sẽ gói và chấm trực tiếp lên trên cái chén luôn. Nhưng mà nếu mọi người muốn ăn không gói á, mình ăn như kiểu mình trộn bún trộn mình ăn á, thì mọi người nhớ nhắc nhân viên cho mình thêm cái chén nha. Gao thì ở đây còn có gao tiết tô, gao gao thơm, diếp cán với là xà lách, chuối chát, dưa leo, đủ đủ mọi vịt. Có nhiều anh chị bạn góp ý là mình có thể mình thay thế khóm vô
mình có thể mình thêm khóm á, ối lộng, thêm khóm là bạn chú khế á. Nhưng mà tại vì mắm tép này là dạng khi mà thêm khóm chú chát vô thì mình ăn với mắm tép này thì nó là bị mất cái mùi đặc trưng của tép mắm tép, cho nên là Hini cũng muốn giữ nguyên cái này thuần nhất có thể. Với lại là gao á, nếu mọi người ăn hết mọi người vẫn có thể cho Hini chăm thêm được nha, tại vì Hini không có để quá là nhiều, khi mà mọi người ăn không có hết là Hini phải bỏ hết cái phần thừa đó Hini mới dùng lại thì nó lại bị phí, nên là Hini chỉ canh vừa đủ để mọi người gói mọi người gói hết thôi. Còn nếu như mọi người ăn gao nhiều á thì mọi người cứ kêu thêm, Hini không có tính thêm tiền gao. Như là gao nè, nước cái chén chấm gông này nè, có thể là mua thêm miễn phí nha. Chung món này là món mới, không phải món mới, món mới mà như Hini tìm ở Cần Thơ không ai bán đó mọi người, thì cũng thấy người ta bán. Món này thì không mới, tại vì món này mọi người ăn ở nhà rất là nhiều. Nhưng mà để mình tìm một cái quán để mình ăn cái món này á, thì hầu như là Hini tìm không có. Nên là Hini muốn là để mọi người ví dụ như không có cái điều kiện để mình làm ở nhà thì mình có thể đi quán mình ăn, mình thưởng thức cái món đặc sản miền Tây của mình. Mới ăn được nửa mẹt nữa mà cảm thấy sắp no rồi. Tại vì á, tùy mỗi người sẽ gói cái cuốn, cái lượng cuốn khác nhau. Ví dụ như đối với Hini thì Hini sẽ bỏ một cái cuốn nó nhiều, nó đầy ắp luôn. Nên là thường Hini gói tầm 3-4 cuốn là nó sẽ hết cái mẹt thôi, tại nó rất là to. Còn một số bạn á, thì sẽ gói ít hơn, gọn hơn, để dễ ăn hơn thì có thể gói 7-8 gói luôn. À, với lại bánh tráng mọi người hết rồi, người có thể thêm nữa. Này, ví dụ như khi nào bây giờ thì làm biến đổi rồi đó, thì sẽ ăn giống như kiểu này nè. Làm biến gói à, đó. Giống như ăn cơm mọi người. Nhưng mà ăn nhiều cách. Tỏi. Nói lên cách thẻ không? Ngon tươi vậy. Thành đà. Ăn miếng nạc nữa. Nạc ngon lắm. Chỉ cũng ngon quá trời. Ba chỉ thì có thể đồng đều nhưng mà nạc không phải miếng nào cũng như miếng nào. Nên nhiều khi Hini quay vậy thôi, mình bán ngoài thì nó sẽ khác biệt chút xíu chứ không phải là nó y chê như là trong cái clip mà không có nha mọi người. Thịt mà mọi người, thịt heo mà. Cái con mắm thẻ này nè, đặc biệt cái thịt nó rất là dai. Khi mọi người cắn nó nhiều khi mọi người sẽ phải ăn hết nguyên con luôn. Mọi người ở Cần Thơ thì đến nha, đến biết nhà Hini thử món này đi. Ăn xong á góp ý Hini á, Hini sẽ cải thiện từ từ, thì quán mới mở á, hai chồng cũng mới mở là mở quán ăn tại chỗ lần đầu tiên, cho nên là cũng còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý để Hini chữa sửa, Hini cải thiện hơn đó. Còn để mà Hini phục vụ chú đáo hơn á, thì mọi người đến nhớ đặt bàn trước nha. Nói giờ số người lại nếu mà ok hơn nữa thì mọi người đặt món trước luôn để Hini chuẩn bị tới là mình ăn liền, mình khỏi chờ đợi. Tại vì không gian lắm, không gian bên trong là chỉ 4 bàn với cái bàn ba này nè, đó là 5 bàn thôi. Ở ngoài 2 bàn nó tổng cộng là có 7 bàn thôi. Đó mọi người, nhiều khi mọi người đến mà hết bàn nó cũng ngại. Mọi người đến nhớ đặt bàn nha. Với lại đặc biệt là những cái giờ cao điểm mà thường đi ăn á, mọi người nhớ gọi cho Hini một tiếng, Hini sẽ trừ cái bàn đó lại cho mọi người. Tụi đi ăn hết nè, đi hả, kêu thêm muốn chấm thì miễn phí, không chịu đâu. Một mẹt ba chỉ vậy nè là 55.000, một mẹt ba nạc là 49.000 một người ăn mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hini trong hàng bạn nhớ đâu ngoài kia nha. Hẹn mọi người ở clip sau, bye bye. Nhớ đến ăn nha, hai chồng luôn túc trực ở đây á. Còn quên nữa, mọi người đến đây á nhớ hú Hini ra chụp hình mình làm kỷ niệm, tại hai vợ chồng luôn luôn ở đây hết trơn à. Rồi, bye bye mọi người. Ni cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hini trong hàng vạn những video ngoài kia nha.